Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cường quốc ngay sát Việt Nam này đang chứng kiến trận lũ lụt với mực nước được cho là kỷ lục trong suốt 60 năm trở lại đây. Mới nhất, Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao, buộc hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thưa quý vị, thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày hôm qua nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, mức cao nhất trên thang cảnh báo. Ngư dân sống dọc bờ sông và các khu vực trũng thấp lân cận được yêu cầu sơ tán đến vùng cao hơn sau khi nước lũ dâng lên mức cao nhất trong 50 năm qua. Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông khi khu vực miền Nam nước này hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 60 năm qua vào cuối tuần qua. Cơ quan khí tượng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, lũ lụt sau mưa lớn gây ra khiến 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô. Giới chức địa phương cho biết, nhiều công trường xây dựng, cơ sở kinh doanh, phương tiện công cộng và bến tàu có thể phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Mực nước sông Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông tăng quá mức cảnh báo, vượt kỷ lục năm 1994. Thành phố Thanh Viễn gần Thiều Quan nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào trưa ngày hôm qua vì nước sông dâng cao. Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ, gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Tại tỉnh Giang Tây, giới chức ban hành báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo Xinhua ước tính, thiệt hại kinh tế do mưa lũ lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô, với hơn 43.300 hecta hoa màu bị phá hủy. Trung Quốc thường hứng chịu mưa lũ vào mùa hè, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết biến đổi khí hậu đã gây ra những trận mưa lớn nghiêm trọng và tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Lượng mưa các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1960, với lượng mưa trung bình lên tới 621mm trong 46 ngày, Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin. Lượng mưa đó tương đương 90% tổng lượng mưa cả Trung Quốc trong năm 2021. Các chuyên gia thời tiết nói rằng, thời tiết cực đoan khiến miền Nam Trung Quốc đón nhận nhiều mưa bão, trong khi miền Bắc hứng nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mùa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng 6 và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc sông Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Mùa hè năm ngoái, tổng số 398 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung, trong đó có 12 hành khách thiệt mạng trong toa tàu ngập nước. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh hôm qua và sau đó dịch chuyển về hướng Bắc. Có thể thấy mưa lũ năm ngoái đã khiến Trung Quốc thiệt hại nặng nề về người và của và để lại những ký ức kinh hoàng khó quên với người dân nơi này. Mới bắt đầu vào mùa lũ năm nay, những hậu quả bước đầu của trận mưa lũ miền Nam Trung Quốc đã ghi nhận những con số đáng chú ý. Dự đoán năm nay, diễn biến thời tiết tại quốc gia này còn tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Hy vọng với những dự báo và kế hoạch sơ tán kịp thời, những con số thương vong và thiệt hại sau trận mưa lũ năm nay sẽ được hạn chế tối đa. Trung Quốc đang cùng lúc chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và lũ lụt nặng nề ở miền Nam. Sau trận lũ kinh hoàng diễn ra vào năm ngoái, chính quyền nước này đã có những thay đổi gì để đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Vậy Trung Quốc sẽ chống chọi với nắng nóng và lũ lụt thế nào? Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc. Từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho đến lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt qua mức báo động. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả, kịp thời và nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay. Riêng ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc CMA đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia,
cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và hai cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Theo Bộ Thủy lợi, 85 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo trong khoảng thời gian 24 giờ ngày hôm qua. Tại lưu vực sông Châu Giang, hơn 54 con sông vượt quá mức cảnh báo trong nhiều ngày. Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang, một bộ thủy lợi cho biết, mưa xối xả dự kiến sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, sẽ tiếp tục nâng cao mực nước và có khả năng gây ra lũ lụt và lốc xoáy. Ủy ban đã ban hành 17 cảnh báo lũ lụt và lệnh điều phối cho 24 hồ chứa dọc theo lưu vực sông Châu Giang. Ngày hôm qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây, khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền Trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền Trung ương, bao gồm cả lều trại đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng, các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với năm ngoái khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu đã thiệt mạng khi sơ tán người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người bị thương nặng. Đó là một bài học lớn cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp gần đây. Trong khi đó, khoảng 12 tỉnh và khu vực chủ yếu ở phía Bắc Trung Quốc đang chống chọi với đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số tỉnh như Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam. Để đối phó với nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, tỉnh Hà Nam nơi có nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm qua đã điều phối điện từ các tỉnh khác và tăng cường bảo trì thiết bị điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tuần trước cho biết nước này có đủ công suất phát điện. Sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đầu mối tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và trữ lượng than của các nhà máy điện điều phối cũng ở mức cao kỷ lục, là nền tảng vững chắc để Trung Quốc đảm bảo an ninh điện trong mùa cao điểm hè. Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng, đợt nắng nóng cực độ ở miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1-2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Guobin tại Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp từ phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển xuống phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một quốc gia sẽ không thể phát triển ổn định nếu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trung Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đối phó với những biến đổi khí hậu khắc nghiệt, cộng thêm những trở ngại của dịch bệnh COVID-19. Thời gian gần đây, các đại đô thị liên tiếp biến thành sông. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt thách thức. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch này và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính bởi thế, trị thủy trở thành khao khát kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào canh thoát nước, những thập niên qua, Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày một nhiều, lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí, trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải bất cứ quốc gia đơn lẻ nào, ngay cả khi đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tìm Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.